Bây giờ ta sang sang cái phần phần số 2. Vừa rồi là ta đã thực hiện cái việc là truy cập từ đối tượng, đúng không? Truy cập dữ liệu từ đối tượng. Bây giờ ta truy cập dữ liệu từ mảng thì sao? Truy cập dữ liệu từ mảng. Thì các bạn tạo cho thầy một cái là index42.html. Đúng không? Bây giờ để đơn giản đấy, ta copy cả cái bài 1 sang nhỉ? Copy cả bài 1 sang nhỉ? Copy cả cái bài 1 sang. Đúng không? Và ta thay một chút về dữ liệu thôi, đúng không? Thì cái chỗ student này, bây giờ ta sẽ bố trí thành mảng, đúng không? Cái đoạn này ta bố trí thành mảng này. Vậy làm thế nào để bố trí thành mảng? À, thế thì chỗ này ta không được ghi như thế này mà ta phải ghi cái dấu móc ở đây này. Đấy nhá, ghi cái dấu móc ở đây. Và chỗ này ghi cả một cái dấu móc nữa. Đúng không? Đấy. Thế thì ta sẽ có cái đối tượng đầu tiên. Đó. Là như này đúng không? Được chưa nhỉ? Cái đối tượng đầu tiên là như thế này. Rồi, cái đối tượng thứ hai thì ta copy cái đoạn này, ta đưa xuống đây. Đúng không? Thì các bạn có thể ghi tiếp là gì? Trần Văn Bền, giới tính là nam. Đúng không? Được chưa nhỉ? Thì đây là một gì? Một đối tượng trong mảng, đây là một đối tượng trong mảng, đúng không? Đấy chứ nhỉ? Vậy cách gọi thì giả sử chúng ta muốn gọi là đây là thành phần số 0 của mảng, đây là thành phần số 1 của mảng, đúng không? Như vậy muốn gọi thành thành phần số 0 thành phần số 1 thì bạn gọi như thế này. Thêm cái này là gì? Số mấy? Số 0. Được chưa nhỉ? Chấm full name, và đây là số gì? Số 0. Chấm full name. Bây giờ muốn gọi số 1 thì ta làm sao? Ta copy đổi số 1 thôi đúng không? Ctrl C này. Ctrl C ở đây và ta đổi thành số 1. Đúng không? Đây là số 1. Thì đây chính là cách gọi bằng mảng đúng không? Nhá, để xem kết quả như thế nào thì các em có thể vào đây em sửa thành 4 41 42 đúng không? Enter thì nó sẽ ra là Nguyễn Văn An và Trần Văn Bền. Nhá. Đấy. Thì đây là cách chúng ta sử dụng một cái sử dụng mảng nhá, dùng mảng. Đây là cái code, đoạn code của nó này, dùng mảng này đúng không? Cái này thì chúng ta vẫn phải copy thôi, đúng không? Ta copy. Được chưa nhỉ? Đấy. Và cái đoạn này là ta viết đúng không? Và đây là cái cách chúng ta khai báo mảng này, khai báo mảng này. Và đây ta truy cập mảng đây. Truy cập mảng đây nhé, truy cập mảng đây, truy cập mảng đây, rồi đấy nhé.